Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đạt 74,5 trên 100 điểm, huyện Văn Lâm đang nỗ lực xây dựng toàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025. Huyện Yên Mỹ đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho một số dự án trọng điểm. Thời tiết bất thuận, tỷ lệ nhãn ra hoa tại tỉnh Hưng Yên năm nay đạt thấp. Đẩy mạnh việc kết nạp đảng cho học sinh. Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chống rác thải nhựa. Theo bảng điểm được quy định tại Nghị quyết số 1210 và Nghị quyết số 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Văn Lâm hiện sơ bộ đạt 74,5 trên 100 điểm tiêu chuẩn đô thị loại 4. Chỉ còn 0,5 điểm nữa, địa phương này sẽ đạt tổng điểm tiêu chuẩn đô thị loại 4. Tuy nhiên, còn 14 trên 51 tiêu chí chưa đạt điểm thành phần tối thiểu. Trong 37 tiêu chí đạt và cơ bản đạt, huyện Văn Lâm đạt điểm số nổi trội về vị trí, chức năng, vai trò, dân số đô thị và nhất là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, cân đối thu chi, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Đây là một trung tâm công nghiệp dịch vụ, đầu mối giao thông của tỉnh Hưng Yên, công nghiệp chiếm 81% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Nhiều năm liền, Văn Lâm có đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, có 14 tiêu chí còn thiếu, còn yếu, nhất là mạng lưới giao thông mang tính kết nối vùng, khu vực còn hạn chế. Các tuyến giao thông có phần xe chạy từ 7,5m trở lên, hiện có khoảng 230km, còn thiếu 220km theo điểm tiêu chuẩn tối thiểu và 370km theo điểm tối đa. Thiếu khoảng 275.000m2 cây xanh, 165-220 giường bệnh. Chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung, nhà tang lễ, các công trình văn hóa cấp đô thị, công trình kiến trúc tiêu biểu, tạo cảnh quan điểm nhấn đô thị. Chưa có tuyến phố văn minh đô thị, tỷ lệ dân sử dụng nước sạch mới đạt 30%. Để đạt mục tiêu xây dựng Văn Lâm thành đô thị loại 4 vào năm 2025, huyện đang tập trung lập quy hoạch xây dựng huyện theo hướng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lấy thương mại dịch vụ là mũi nhọn, tiểu thủ công nghiệp là động lực, tập trung nguồn lực và thu hút đầu tư để hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, còn yếu, nhất là về giao thông, cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, diện mạo thị trấn Trần Cao, huyện Phổ Cừ đang dần đổi thay. Thị trấn phấn đấu cuối năm 2024 sẽ về đích đô thị văn minh. Hiện thị trấn đã cơ bản hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí của đô thị văn minh. Từ năm 2020 đến nay, thị trấn đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng với tổng nguồn vốn khoảng 110 tỷ đồng. Trong đó có trường mầm non, trường trung học cơ sở, trụ sở công an xã, nhà văn hóa thôn. 100% tuyến đường trong thị trấn đều được giải như asphalt và bê tông hóa, gần 100% hộ sử dụng nước sạch. Hiện nay trên địa bàn thị trấn thì còn hai cái tiêu chí xây dựng đô thị chưa có. Đó, thứ nhất là cái xử lý nước thải tập trung và thứ hai nữa là cái nhà tang lễ. Đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm cho thị trấn một khu dân cư để giãn cư để lấy cái kinh phí đầu tư để hoàn thiện đầu tư công trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân phải nhường đất ở cho các dự án trọng điểm, huyện Yên Mỹ đã đẩy mạnh công tác thu hồi mặt bằng, tập trung xây dựng các khu tái định cư. Dự án đường vành đai 4 qua địa bàn xã Đồng Than có diện tích đất thu hồi 12 ha của gần 180 hộ dân, trong đó có 31 trường hợp cần tái định cư. Để đáp ứng nơi ở mới cho các hộ dân, địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng 1,8 ha đất để triển khai xây dựng khu tái định cư tại địa phương. Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng. Chúng tôi cũng đã làm việc trực tiếp với từng hộ gia đình, đồng thời tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của nhà nước. Các hộ cũng thật sự là phấn khởi khi mà nhìn thấy khu tái định cư đang được xây dựng đẩy nhanh tiến độ. Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích, niêm yết công khai phương án bồi thường nên chỉ trong một ngày, xã Minh Châu đã bàn giao mặt bằng trên 5 ha đất cho đơn vị chủ đầu tư để thi công khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho đường DT382B, đường DT379 kéo dài và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Gia đình nhà tôi cũng có diện tích là 499,5m2, đồng thời cắt một phần chéo cái ruộng. Gia đình nhà tôi cũng động viên các cháu đồng thuận bàn giao cái mặt bằng
cho nó bảo đảm cái tiến độ của cái dự án. Chúng tôi bám sát vào các chủ trương chỉ đạo của cấp trên để tuyên truyền tới các hộ dân. Thế từ đó thì nhân dân rất đồng tình hưởng ứng. Thì trong vòng có một ngày. Từ năm 2022 đến nay, huyện Yên Mỹ giải phóng mặt bằng được trên 50 dự án. Trong đó có nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành Đai 4, đường lên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đường DT376, DT382B nhánh phải cần hỗ trợ tái định cư. Đến nay, huyện đã cơ bản giải phóng xong mặt bằng 3 khu tái định cư với tổng diện tích gần 8 ha. Tại xã Đồng Than, Minh Châu và Trung Hưng, trong đó có 2 khu đang được xây dựng hạ tầng gồm đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, điện và nước sinh hoạt, hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Các khu tái định cư này có vị trí thuận lợi, nằm gần trung tâm các xã và đảm bảo bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Nhằm phát huy tiềm năng lợi thế và nâng cao thu nhập cho người dân, những năm gần đây, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu nỗ lực xây dựng thương hiệu đậu phụ An Vĩ, phấn đấu trở thành sản phẩm OCOP của địa phương trong thời gian tới. Toàn xã An Vĩ hiện có gần 1.000 hộ dân tham gia nghề làm đậu phụ, chiếm tỷ lệ gần 40% số hộ dân toàn xã. Đậu An Vĩ có quy trình sản xuất cầu kỳ với các công đoạn ngâm, xay nấu và lọc bã để tạo nên bìa đậu mềm, béo, đặc trưng và không có bã. Đặc biệt đậu An Vĩ còn được người dân làm thành từng bìa đậu có kích thước to, nặng bằng cả viên gạch. Nghề làm đậu đã mang lại kinh tế ổn định cho các hộ dân với thu nhập bình quân mỗi hộ đạt gần 370 triệu đồng trên năm. Tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có quyết định công nhận làng nghề đậu phụ An Vĩ. Để bảo tồn và xây dựng phát triển thương hiệu làng nghề, xã An Vĩ tích cực tuyên truyền đến các hộ gia đình sản xuất đậu phụ, mở rộng quy mô, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, tích cực tham gia các chương trình quảng bá xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Tất cả mọi người ở các quê hương khác đến mà đã được thưởng thức đậu An Vĩ thì nhớ, rất là nhớ. Và tới đây chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền, vận động bà con trình các cấp có thẩm quyền đăng ký được cái sản phẩm OCOP để vươn ra các thị trường khác. Nhờ hợp tác với các hợp tác xã, hộ sản xuất khác để tạo thành chuỗi liên kết trong sản xuất chế biến thực phẩm, hợp tác xã Sơn Thủy tại xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ đã đạt doanh thu khá với trên 13 tỷ đồng trên năm, đồng thời đảm bảo cho từ 12 đến 15 lao động thường xuyên có thu nhập khá. Hợp tác xã Sơn Thủy đã liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến với các đơn vị khác như Hợp tác xã Rau An Toàn Bình Minh, Hợp tác xã Chăn nuôi Đức Thắng, Hợp tác xã Nông nghiệp Anh Thảo, Hợp tác xã Tân Tuyến và Tổ hợp tác Chăn nuôi gà đẻ trứng ở xã Hải Triều. Từ nguồn cung rau củ quả và thực phẩm sạch, nuôi trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp của các hợp tác xã, giúp Hợp tác xã Sơn Thủy có sản phẩm chất lượng được các doanh nghiệp tin dùng. Chúng tôi thì xuất bán thị trường trong tỉnh là chính, xuất vào các cơ quan và các doanh nghiệp, các bếp ăn tập thể của các trường học. Cho nên là cái chất lượng là phải đặt lên hàng đầu để đảm bảo làm sao cho đạt chất lượng tốt, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Khi chúng tôi làm thì tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Gáp được chứng nhận để làm sao đảm bảo có một cái sản phẩm đưa ra thị trường có nguồn gốc và có chất lượng tốt nhất. Hợp tác xã Sơn Thủy đã giành được sự tín nhiệm và đơn hàng ổn định từ các doanh nghiệp trên địa bàn như Công ty Cổ phần May Tiên Hưng, Công ty Giày Ngọc Tề. Qua đó, hợp tác xã đảm bảo doanh thu năm sau cao hơn năm trước và thu nhập từ 9 đến 12 triệu đồng một tháng cho mỗi lao động. Năm nay, thời tiết bất thuận cho nhãn ra hoa. Đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ nhãn ra hoa ở nhiều nơi chỉ đạt khoảng 70%, có nơi chỉ đạt từ 50 đến 60%. Vườn nhãn hàng trăm cây này các năm trước đều có quả, nhưng năm nay hầu như không có hoa. Theo bà con trồng nhãn, năm nay thời tiết biến đổi ảnh hưởng đến việc phân hóa mầm hoa. Vào mùa đông, khi cây nhãn cần nhiệt độ thấp để ủ mầm hoa thì trời ấm nên nhiều cây không ra hoa. Thời kỳ nhãn ra hoa, thời tiết lại rét đậm, không thuận lợi cho cây nhãn sinh trưởng, nở hoa. Vì vậy, ước tính đến thời điểm này, hơn 1.100 ha nhãn ở thành phố Hưng Yên, tỷ lệ ra hoa chỉ đạt khoảng 70%. Các huyện khác, tỷ lệ còn thấp hơn. Cũng tương tự, Hưng Yên, các vùng nhãn lớn của miền Bắc đều chung tình trạng tỷ lệ nhãn ra hoa đạt thấp. Tuy nhiều nhà vườn bị mất mùa hoa nhãn, nhưng vẫn có một số hộ gia đình hợp tác xã áp dụng tốt kinh nghiệm kỹ thuật thổ nhưỡng để nhãn ra hoa đều.
Mặc dù vậy, việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật điều khiển cho nhãn ra hoa đậu quả cũng chỉ quyết định được 30%, còn lại 70% vẫn là phụ thuộc thời tiết. Ba cái phương pháp cơ bản là hóa học, và cơ học và sinh học. Ba phương pháp này phải là làm đồng bộ và quy trình chăm sóc phải là thật, chỉ là ngặt nghèo thì sẽ đạt được hiệu quả cao. Hiện nay thì cái vườn nhãn là tôi là gần 1 hectare nhãn để cho hoa chất chỉ là đẹp. Thật ra mọi năm nếu mà tôi làm là đầu tháng 11 là tôi mới kích chụp cây, nhưng năm nay cũng nghe cái thời tiết là ấm, thế thì tôi lại nghĩ là ấm thì tôi phải làm sớm hơn, và tôi làm sớm hơn trước so với mọi năm là 15 ngày. Thế nhưng mà cái thổ đất của tôi đây là bên cạnh là vẫn còn lúa cấy, mà khu vào cái mùa đông ở đây nó nứt nẻ, thế nên khi mà nước mà về thì là cây sẽ hút nước, nên tôi sợ nước về, nên tôi phải làm sớm hơn mọi khi, mất 15 ngày đấy. Chính vì như thế mà cái vườn của tôi thành công. Theo chia sẻ của người trồng nhãn, với việc nhãn ra hoa đạt tỷ lệ thấp, sản lượng nhãn năm nay sẽ không cao như các năm trước, vì vậy giá nhãn dự báo sẽ cao. Ngay từ bây giờ, người trồng nhãn sẽ tập trung chăm sóc và đặc biệt phòng trừ các loại bệnh có thể làm cho hoa nhãn bị cháy đen và rụng. Do mùa hoa nhãn không thuận lợi, kéo theo nghề nuôi ong lấy mật cũng bị ảnh hưởng, vì vậy sản lượng mật ong cũng được dự báo giảm từ 40 đến 50% so với năm trước. GC ProShop, đơn vị phân phối cung cấp các giải pháp lắp đặt, bảo hành sản phẩm máy lọc nước ion kiềm dầu Hydro, vừa chính thức khai trương và đi vào hoạt động cơ sở tại thành phố Hưng Yên. Máy lọc nước ion kiềm dầu Hydro, còn gọi là máy điện giải, tốt cho sức khỏe, có sự hợp tác của Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, giúp cho cộng đồng người Việt Nam được tiếp cận sớm nguồn nước tốt, nguồn nước dinh dưỡng. Hiện nay thì Viện đang cung cấp cho công ty GC ProShop và đội ngũ nhân viên của hệ thống công ty trên khắp các tỉnh thành những cái chương trình huấn luyện đào tạo về kiến thức về nguồn nước đối với sức khỏe cộng đồng, về kiến thức về các cái công nghệ lọc nước hiện nay. Hiện tại thì chúng tôi đã phát triển được là hơn 200 mà các cái văn phòng cơ sở trên 63 tỉnh thành. Nhưng để được khai trương thì chúng tôi phải đào tạo tất cả những giám đốc cũng như là đội ngũ kỹ thuật phải được đào tạo cùng với cả Viện Khoa học Giống Môi trường được cấp chứng nhận một cách chuẩn chỉnh thì chúng tôi mới cho đi để tư vấn và triển khai cho người dân. Tại buổi lễ khai trương, lãnh đạo GC ProShop cùng các thành viên trong hệ thống đã có những chia sẻ về chiến lược kinh doanh trong tương lai. Bên cạnh đó, đây cũng là một địa điểm kiểm tra, khảo sát nước uống miễn phí cho người dân địa phương. GC ProShop Hưng Yên là một đơn vị cung cấp các cái giải pháp, những cái thiết bị về nguồn nước, mà còn là đơn vị tư vấn, giáo dục những cái kiến thức về tầm quan trọng nguồn nước, về dinh dưỡng nguồn nước. Các chuyên viên tư vấn của GC ProShop cũng đưa ra những lưu ý không nên sử dụng nước ion kiềm để uống thuốc và pha sữa. Trước và sau ăn 30 phút đến 60 phút, không nên uống nước ion kiềm. Người mắc bệnh thận hoặc đang dùng các loại thuốc ảnh hưởng đến chức năng thận không nên sử dụng loại nước này. Nước ion kiềm không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Chiều nay, chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, huyện Ân Thi tổ chức lễ kết nạp đảng cho hai quần chúng là những học sinh ưu tú trong học tập và hoạt động phong trào. Đây là những đảng viên học sinh đầu tiên của chi bộ nhà trường. Hai học sinh được kết nạp đảng là em Vũ Bích Ngọc và Nguyễn Thị Thu Anh, đang là học sinh lớp 12. Trong quá trình học tập rèn luyện, hai học sinh luôn tự giác học tập tu dưỡng đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đạt được nhiều thành tích trong học tập cũng như các phong trào thi đua của nhà trường và ở địa phương. Khi đọc lời tuyên thệ thì em cảm thấy rất là hồi hộp, run và lo lắng. Nhưng mà sau khi đọc thì em cảm thấy mình rất là vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của đảng. Ngay trên ghế nhà trường thì em cần phải cố gắng nỗ lực học tập thật tốt để có thể chuẩn bị được một cái hành trang thật là tốt, góp sức mình vào xây dựng quê hương đất nước của mình. Việc tổ chức kết nạp đảng viên cho học sinh trung học phổ thông vừa có ý nghĩa phát hiện, ghi nhận nỗ lực của những quần chúng học sinh ưu tú, vừa tạo ra môi trường để phát triển đảng trong lực lượng trẻ. Đến nay, toàn tỉnh giới thiệu 230 học sinh học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Một số trường trung học phổ thông đã tổ chức kết nạp đảng cho một số học sinh ưu tú. Hiện nay, xã Hùng An, huyện Kim Động đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí để phấn đấu về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024 với tiêu chí giáo dục.
Cấp trung học cơ sở của trường tiểu học và trung học cơ sở Hùng An có gần 400 học sinh với 9 lớp. Tuy nhiên, điểm trường dành cho cấp học này mới chỉ có 8 phòng. Năm học này, trường được đầu tư xây thêm 4 phòng học với kinh phí 4,5 tỷ đồng để đảm bảo số phòng học và đáp ứng nhu cầu số học sinh tăng lên trong những năm tiếp theo. Kể từ khi sáp nhập hai cấp học thành trường liên cấp vào năm 2021 đến nay, xã Hồng An đã đầu tư cho các nhà trường gần 14 tỷ đồng để xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất. Đây cũng là trường liên cấp đầu tiên của huyện Kim Động được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trường em mấy năm trở lại đây, cơ sở vật chất đã đầy đủ hơn và tiên tiến hơn rất nhiều. Điều này đã tạo rất nhiều cơ hội cho học tập cho chúng em để phát triển về mọi mặt ạ. Và đã có thêm những cái bộ môn ngoài giờ học như thể thao để phát triển về rèn luyện sức khỏe. Và điều này làm cho chúng em có tinh thần hăng hái hơn, mỗi ngày đến trường chúng em lại thích thú hơn. Chúng tôi có rất nhiều những trang thiết bị hiện đại và cũng tạo điều kiện thuận lợi để cô và trò có thể trở nên thân thiện và có phương pháp giảng dạy tốt hơn, hiệu quả hơn. Các thầy cô sẽ có cái điều kiện để thực hành và nâng cao được cái chất lượng dạy và học cho nhà trường và từ đó để nâng cao được cái chất lượng chung cho toàn xã và cũng là một trong những top đầu của huyện trong cái lĩnh vực về giáo dục. Khi cơ sở vật chất được đầu tư, các nhà trường đều nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học. Năm 2021, trường mầm non xã Hồng An được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Từ đó đến nay, các giáo viên của nhà trường luôn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn. Nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, không ngừng đổi mới công tác quản lý giáo dục, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ. Tổng số trẻ huy động đến trường ở tất cả các nhóm tuổi đạt tỷ lệ trên 99%. Trường chúng tôi 100% giáo viên đã đạt chuẩn theo quy định. Hàng năm nhà chúng tôi đều đạt là chuẩn phổ cập cho trẻ 5 tuổi. Năm 2024 thì chúng tôi cũng đầu tư xây dựng nhà tập luyện thi đấu đa năng, rồi phòng hành chính và các cái nhà lớp học cho trường tiểu học và trung học cơ sở. Và đồng thời thì cũng giao nhiệm vụ cho các trường là thực hiện tốt cái nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu là đạt cái danh hiệu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sự quan tâm đầu tư cho tiêu chí giáo dục đã và đang giúp xã Hùng An tạo bước đi vững chắc trong lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục của địa phương. Nhận định kết quả thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian qua còn nhiều hạn chế, còn tình trạng sử dụng nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có văn bản yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo và tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa với quyết tâm chính trị cao, thực hiện quyết liệt đồng bộ, đưa tiêu chí giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông vào nội quy quy chế hoạt động của cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư. Hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông, nhất là việc sử dụng chai nhựa, cốc nhựa, đĩa nhựa, ống hút, túi đựng tài liệu trong các cuộc họp, hội nghị, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phải gương mẫu trong hành động và vận động người dân cùng thực hiện, nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần. Thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như chai, lọ thủy tinh, túi giấy, túi tự phân hủy sinh học. Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày nay, nước sông Cửu An chảy qua địa bàn huyện Ân Thi chuyển màu đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc, làm đảo lộn đời sống của người dân sống hai bên bờ sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của nhiều địa phương. Đây là hình ảnh sông Cửu An đoạn qua địa bàn xã Đà Lộc. Nước sông ô nhiễm nặng nề, con sông dài một màu đen, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân. Không chỉ vậy, sông Cửu An còn là nguồn cung cấp nước phục vụ sản xuất cho nhiều xã của huyện Ân Thi như Hồng Quang, Tiền Phong, Hồng Vân, Hạ Lễ. Nước ứ đọng, không lưu thông nên không bơm lấy nước phục vụ canh tác được. Một năm có khi mấy lần ô nhiễm như này, bao giờ đầu năm nóng bị. Tối đến ngủ không ngủ nổi vì nước sông nó đen xong nó thối lên.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.